nữ, vì tình yêu có thể chịu nhận một người như mình, thì thực sự tình yêu đó là quá lớn. Và Lam có trách nhiệm phải đền đáp tình yêu đó. Nên chân thành với các chị là nếu anh chị em nào mà không có nể vợ mình thì đừng làm nguyên kinh. Khi Lam vô làm nguyên kinh, từ đó cho đi Lam có nguyên tắc một điều là có hai nguyên tắc cái gì. Nguyên tắc đầu tiên, vợ của Lam luôn luôn đúng. Nếu lỡ có vợ sai, làm ơn nhìn lại nguyên tắc thứ nhất. Và khi đó nó dẫn cái điều này các chị, mình không cần một chức danh các chị. Khi chúng ta làm new skin, chúng ta nói rằng tôi phải là Ruby tôi mới lãnh đạo được, tôi phải là team lead tôi mới lãnh đạo được. Chúng ta lãnh đạo ngay cái thời điểm chúng ta quyết định chúng ta là Ruby. Từ khi các chị quyết định tôi sẽ trở thành Ruby, các chị đã quyết định một điều, tôi sẽ trở thành lãnh đạo của 4 người khác bằng cách thay đổi cuộc sống chính tôi để làm gương cho họ thay đổi cuộc sống của chính họ. Rất đơn giản. Còn Blue Diamond đơn giản là làm 3 lần Ruby. Đúng không ạ? Blue Diamond chắc là 3 lần Ruby, không là cứ tạp cái gì 3 lần Ruby cái gì thật là Blue Diamond. Và khi đó cái gì mà nó tích câu này cái gì anh, nó đến vai trò lãnh đạo là nó đến việc nhận lấy trách nhiệm hoàn toàn cho sự thịnh vượng của một tổ chức, giúp nó thay đổi sao cho một ngày tốt đẹp hơn. Lãnh đạo đích thực không liên quan đến uy tín, quyền lực hoặc chức danh, nó liên quan tới cái trách nhiệm. Trong OTG này có rất nhiều người làm cho Lan cảm phục. Thực sự có một người ban đầu, thực sự mình nhìn mình luôn luôn kêu bằng chị. Sau đó biết rằng bằng tuổi thì mình luôn luôn quý mến. Và nó hẳn một điều là mình cũng quý mến và nể phục cũng như tình yêu thương là Thảo Lê. Nên cho bạn đó chào mong tay. Tại vì cái sự cống hiến của bạn đó luôn luôn từ gắn bó với một từ trách nhiệm. Và nó làm vì một cái tổ chức lớn hơn bạn đó. Bạn đó đã có một tổ chức và đội nhóm đủ mạnh rồi. Nhưng mà nó biết rằng một điều, cái thị trường này cần nhiều sự cống hiến hơn như vậy. Và dù có nhiều chống đối, có nhiều hiểu lầm, như bạn đó vẫn tiếp tục kiên trì cái sự trách nhiệm của mình cho một tổ chức lớn hơn. Người đó xứng đáng để Lan có thể follow. Và người đó không cần một chức danh cái gì. Và đó cho rất nhiều anh chị em khác những cái điều mà các chị em đã cần thiết. Như bạn đó ít khi nào những việc đó. Tất nhiên trong OTG có rất nhiều anh chị em lãnh đạo khác. Ngày hôm nay mình cho một vài ví dụ cái gì. Và sau đó khi mình làm lãnh đạo cái gì, mình làm lãnh đạo khi đó mình biết là một chuyện là ô, hình như làm trong New Skin mình không phải làm lãnh đạo, là mình cần người ta yêu mến mình, cái mình cần làm điều đúng đắn. Có hai người anh và người chị của Lam luôn luôn yêu thương quý mến Lam là anh Dean với chị Catherine. Lam cũng nhờ các chị cho hai anh chị một chào đây. Hai anh chị là người luôn luôn có mặt bất cứ khi nào vợ chồng Lam cần. Và anh chị có dặn Lam một điều, Lam là người tốt chứ đừng có làm người dễ thương. Là người tốt tức là bạn sẵn sàng dù cho có mít lòng người khác mà biết rằng điều đó tốt cho họ, bạn cũng phải giúp họ. Còn là người dễ thương là để người ta làm sao cũng được cái gì. Làm sao cũng được là thiếu trách nhiệm với cuộc sống của người khác. Khi chúng ta chọn công việc của Nuskin, chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc sống người khác. Thì khi đó chúng ta có tự động có trách nhiệm chính bản thân mình. Sáng nay là học được bài học của Andy Gumai, tuyệt vời. Mình ghi xuống những người, những cái tốt nhất mà chúng ta muốn tuyển dụng những người lãnh đạo vào trong hệ thống mình, rồi dùng cái đó để hoàn thiện bản thân mình. Quá tuyệt vời. Chúng ta luôn cầu mong là chúng ta sẽ tìm được một ông đó rất là giỏi. Ông đó ông sẽ tuyển dụng như một đội nhóm lớn. Đủ không ạ? Có ai mong muốn gì không? Trở thành cái gì? Nhưng mà chúng ta ngồi cầu mong, chúng ta không biến thành cái người đó cái gì. Thì cuối cùng chúng ta có thể có người đó, xong rồi cái người đó họ làm giỏi hơn mình, cái gì mình thấy ghét. Tại vì người ta có thể là Blue Diamond, nhưng mà mình chỉ có thể là mình là Gold thì xác định thì rất là vô lý, cái gì đồng ý không ạ? Nhưng mà khi đó mình nhìn nhận lại người ta là Blue Diamond, mình vui mừng cho người ta, thì sớm hay muộn mình cũng làm Blue Diamond. Tại vì chúng ta làm Blue Skin là vì cuộc sống của người khác, không phải của chính mình. Chúng ta làm vì trách nhiệm, không phải vì chức danh. Chúng ta làm những điều đúng đắn. Và khi đó đối với Lan, những định nghĩa lãnh đạo nó trở nên một cách rất là đơn giản, nhẹ nhàng. Không phải là ông đó, cái người đó hay vị trí đó, cái gì. Lam luôn nói một điều, nếu ai hỏi là Lam ở đây, Lam là New Zetic. Mình luôn luôn là New Zetic. Thấy New Zetic đẹp trai thì không được nha. Ok. Cái tiếp cái gì? Hình này là một tấm hình Lam chụp ở PG cái này. Là lãnh đạo mình truyền bá điều gì? Tại sao chia sẻ điều này cái gì? Tại vì ở góc độ của Lam trước đây, Lam nghe từ truyền bá gì, Lam thấy nó hơi không có tốt lắm. Đúng không ạ? Nhưng cho Lam nghe coi định nghĩa gì, truyền bá là một điều rất là tốt. Tại truyền bá đồng nghĩa một điều là cái trái tim bạn, cuộc đời bạn, sứ mệnh của bạn gắn bó với một thông điệp gì. Mỗi ngày chúng ta đi ra ngoài, chúng ta truyền bá điều gì. Không biết cách gì có một người bạn nào mà mỗi ngày ra ngoài gặp mặt người ta than một câu gì. Người ta than từ sáng tới chiều. Không phải ở Quảng Linh chứ gì, mà than từ sáng tới chiều. Mở Facebook lên là than, off Facebook xuống gọi điện than. Hẹn ra gặp mặt là than. Có một người duy nhất là đang chấp nhận than như thế, là vợ mình.
Ngày xưa anh xin phép anh chia sẻ câu chuyện đó ha. Chuyện tình của Lam có trên một điều là ngày xưa có một trên một chiêu rất là tuyệt vời. Anh Lam hả? Em buồn là mình ra gặp mặt cái gì để nghe kể, nó ra có kể mình lắng nghe. Ok vậy xong cô về. Nghe hôm sau cô Lam, cô gọi điện cho Lam. Alo em trên đây Lam ơi, em buồn quá ra gặp mặt tiếp. Mà mình gặp nhiều tới một mức mình yêu luôn cái cô mà hay than khổ. Nhưng cái may mắn một điều là đó là một mặt nhỏ của Trân là gì? Cái sự mạnh mẽ, cái sự cam kết, cái sự kiên trì của Trân là cái điều hoàn thiện của Lam. Ngày hôm nay nếu các chị có thể nhìn thấy cái một những tố chất hay gì hoàn thiện của Lam hay là một con người Lam trở thành bây giờ, một số anh chị em yêu mến và quý mến Lam xem Lam như một hình mẫu để phát triển trở thành, rất nhiều anh chị em nhắn tin cho Lam vậy. Thực sự các chị nên cảm ơn Trân. Tại vì Trân là người thay đổi Lam 80% những gì con người Lam trở thành bây giờ. Người phụ nữ là người luôn luôn hoàn thiện cái người đàn ông của mình một cách âm thầm và lặng lẽ nhất. Hãy trân trọng họ cái gì. Và khi đó, chính cái điều đó mình muốn truyền bá. Mình truyền bá cái giá trị mà Lucy mang lại không phải là tiền cái gì. Là một cơ hội để gia đình, cha, mẹ, anh, chị, em, con cái hoặc là chúng ta được quyền đưa tay ra cho những người thiếu điều kiện hơn mình một cơ hội. Trong đây chị Hương không thiếu tiền, chị Nga không thiếu tiền cái gì. Chị Nga là một người gần như Lam nể phục về chuyện năng lượng và giá trị. Và lần đầu tiên khi mà chị Nga rớt nước mắt mình khóc theo luôn. Tại mình chạm vô trái tim của chị. Vì sao chị làm Lose Kid? Chị truyền bá một giá trị, chị muốn xây dựng một sự bền vững cho người con mà chị yêu thương nhất trong cuộc đời này. Và nó xứng đáng cái gì? Thì khi những người lãnh đạo hay truyền bá cái điều đó thì các chị hãy tự hỏi điều là ngày hôm nay các chị định truyền bá điều gì cho cuộc sống của mình? Nu Skin chỉ là một phương tiện giúp các anh chị truyền bá thông điệp các anh chị muốn truyền bá mà thôi. Ví dụ như chúng ta ra ngoài, chúng ta muốn giúp đỡ ai đó có cuộc sống tốt hơn, các anh chị đâu thể cho tiền họ cái gì. Tiền núi nó cũng hết cái gì. Nhưng nếu các anh chị cho họ một cơ hội thì khác. Và Nu Skin cho họ không phải những một cơ hội mà có một tổ chức OTG đồng hành và giúp đỡ họ bất kỳ quyền lợi, địa phương, địa điểm, địa lý. Các anh chị muốn thì chúng tôi sẽ luôn luôn đồng hành giúp đỡ các anh chị cho tới ngày các anh chị thành công. Đó là điều OTG Việt Nam mà chúng tôi muốn truyền bá. Và Lam mong các chị hãy cùng chị Lam làm điều đó đi. Và khi đó, khi chúng ta truyền bá một điều gì đó, cái điều thú vị cái gì? Mình có một người anh, một người thầy và Lam luôn trân trọng điều đó. Như anh Vinh hay dặn Lam một điều là trong cuộc đời của mình thì cái ngày mình nhắm mắt cái gì? Mình mỉm cười là tại vì mình không còn điều gì mình hối tiếc trong cuộc sống này. Chúng ta sợ chết là tại vì chúng ta còn hối tiếc những gì mình chưa làm được cái gì? Nhưng nếu trong cuộc sống mình chưa khám phá được điều gì khiến mình sẵn sàng hy sinh thì mình chưa xứng đáng để sống cái gì. Đây là một câu nói rất là rõ ràng của Martin Luther King cái gì. Ông là người sống và hy sinh vì sự nghiệp bình đẳng của người da đen. Vậy chúng ta tự hỏi mình ngày hôm nay chúng ta sẽ sống và hy sinh vì điều gì? Là người lãnh đạo không cần phải ra ngoài có trăm binh ngàn tướng cái gì. Người lãnh đạo chỉ đơn cử một điều là sống chết với cái điều gì mình có thể hy sinh vì nó bất chấp một điều gì khác biệt cái gì. Những người mà các chị còn thấy nhớ tên được, ví dụ gì, các chị biết ai là Lý Quang Diệu không? Biết không ạ? Biết Bác Hồ không? Những người đó, các chị biết Randy không ạ? Các chị biết mẹ Teresa mà? Những người đó họ sống vì một lý tưởng và họ sẵn sàng hy sinh vì nó. Chân thành chia sẻ các chị, trước ông Kim Hải Quay và tất cả thứ khác, nếu ngày mai là hơi thở cuối của mình, thì những điều đầu tiên Lam gặp là Lam chia sẻ lại một số điều dặn dò với gia đình vợ con. Và Lam dặn họ một điều, dù có như thế nào, hãy tiếp tục nối tiếp sự nghiệp Lam đang làm cho Lucy. Tại sao Lam làm điều đó thì trước đây Lam với Trân có một doanh nghiệp và tụi Lam gây nhau nhiều tới mức một điều Lam phải bỏ doanh nghiệp đó để ra mở một doanh nghiệp khác. Nó tăng từ 0 đồng lên gần 1 triệu đô doanh số. Và tiếp tục Lam với Trân chưa hài lòng với những gì mình đang có, tiếp tục ra mở nhà hàng, phá sản cho mấy cái nhà hàng, tiếp tục đứng lên từ chỗ đó, lập thành 6 cái. Có những cái mỗi tháng doanh số 1 tỷ đồng là bình thường, là nhà hàng rất lợi. Nhưng mà trong cái quán đó gì, ở một buổi tối mình tiếp khách thì hai đứa con nhỏ mình, một đứa 4 tuổi, một đứa 6 tuổi, nó chơi ở sau lưng của mình ở trong cái vườn này. Mình là kiếm sư, mình đi trong cái vườn. Và ở thời điểm đó, cuốn nó sóc, cuốn 6 tuổi đó, nó sóc 4 tuổi cái gì. Mấy cái này của ba mẹ mai mốt cũng của mình. Mấy 4 tuổi, 6 tuổi đến chi của, mình không biết cái đó là sao. Nhưng mà cái câu thứ hai quan trọng vậy. Cái câu thứ hai là cuốn nó sóc một điều là, nhưng mà chị không thích những cái này. Tại vì ba mẹ làm những điều này, ba mẹ đi nhiều quá, không có thời gian cho mình. Mình suy nghĩ cái gì? Mình rất đau khổ lúc đó, và tối đó nói, em anh cần phải nói chuyện với em. Có lẽ những gì chúng ta làm nó không đúng lắm.
Tại vì nếu con cái không thích những gì chúng ta làm thì chúng ta làm để làm gì cái gì? Chúng ta để làm một sự nghiệp mà con cái mình không muốn thì để làm gì cái gì? Đồng ý không ạ? Chúng ta cố gắng phấn đấu nhiều để rồi con nói là con cái trên cuộc đời con ghét nhất là thứ gì ba mẹ đang làm. Trở thành đi các anh chị những thể nếu con thì về hỏi thử thôi. Con có đang thích những việc ba mẹ làm không? Và hỏi mình thử một điều là mình có muốn để lại cái công việc đi làm thuê hoặc cái công việc kinh doanh cái gì đang có cho con của mình không? Tại vì mình là người hiểu nhất cái công việc mình đang làm nó cực khổ tới mức nào. Nhưng điều thú vị cái gì? Vào năm 2015 chúng ta đi Nhật, đúng không ạ? Và ở đó chúng ta được đi một nơi là Universal Studio gì? Và sau một ngày đi chơi cùng với cuốn sóc, Lam nắm tay cuốn sóc trên bên kia cái gì? Và đi trên đường đi ra buổi tối đó đi nhẹ nhẹ trời nó mát cái gì? Và cuốn sóc quay qua nói với Lam trên, ba mẹ, con không biết lớn lên con sẽ làm công việc gì. Con thích làm bác sĩ, con thích làm giáo viên, con thích làm art lắm. Nhưng mà một cái điều con thích là con sẽ làm bất kỳ giống như ba mẹ. Hỏi tại sao vậy? Tại vì con chỉ biết một chuyện là bây giờ công việc của ba mẹ là đi rất nhiều nơi, mà đi tới đâu cũng có bạn hết. Tại vì nuôi xin nhiều quá vậy. Con có đang thấy đi tới đâu qua anh qua đi đâu cũng được chào là bạn hết vậy. Và họ thích vậy. Và đặc biệt một điều nữa là cũng nói con cái công việc này hình như là con thấy rất nhiều người gặp ba mẹ cảm ơn. Cái gì mà helping other tức là giúp đỡ người khác là con thích. Nếu các anh chị một lớp ghế thường mà yêu thích những giá trị các anh chị đang làm, các anh chị có sống chết vì nó không? Có lý do tại sao làm sống chết vì nó. Chia sẻ nhỏ một chuyện các anh chị, trong một vài ngày vừa qua thì có một số anh chị em luôn luôn nhắc là mà nhìn Lam ốm quá, gọn quá các anh chị. Xin lỗi các anh chị nếu bây giờ mà mở áo ra là Lam cơ bắp lắm à. Tại vì mình luôn giấu mình trước những gì mà không cần thiết. Thật sự, bụng mình chưa 6 múi nhưng mà khuôn của 6 múi là có sẵn các anh chị. Hai khe hai bên, 4 ngát ngang là đầy đủ các anh chị. Ngực bản ngang đàng hoàng các anh chị. Chưa có bơm 6 ngàn cho thôi các anh chị ha. Nhưng mà chủ ý là muốn chia sẻ một điều là cái khỏe mạnh là cái giá trị mà chúng ta có được từ lương siêu. Tại vì dù có anh chị làm công việc nào, nếu ngày hôm nay một số anh chị có điều kiện tài chính quá lớn rồi, các anh chị có thể không quan tâm đến công việc kinh doanh lương siêu cũng được các anh chị. Các anh chị đã có một sự nghiệp cống hiến cho nhiều người ngoài cuộc sống rồi, các anh chị làm ơn sử dụng sản phẩm lương siêu dùm lại. Tại vì các anh chị vẫn cần cái sự khỏe mạnh để lãnh đạo chính cái doanh nghiệp của mình. Còn tất nhiên nếu các anh chị làm lương siêu thì sự khuyến mãi lương siêu là cái gì rất khỏe. Khỏe lắm các anh chị. Ở đây có ai dưới 18 tuổi mà ngày hôm nay sẽ Lam sẽ một kể một câu chuyện mà Lam chỉ kể ở thời đầu tức là 2012 thì Lam sẽ kể lại một số ít anh chị đã nghe được cái gì có upline mà ngồi cười. Hồi đó khi mà Lam nhậu nhẹt đi nhiều cái gì thì 34 tuổi Lam đi về nhà và đa số bà xã mình khều mình anh nói anh mệt lắm anh mệt thì mình trốn đi ngủ không ạ sức khỏe mình đi xuống mà cái gì. Xong mình vô Nuskin cái gì? Nếu anh gì còn cần thì inbox và mình trả lời. Tại vì quy định Nuskin không nói về sản phẩm được cái gì. Nhưng khi mình dùng A-Lock của Nuskin một khoảng cái gì? Mình khỏe mạnh lên cái gì đâu mình khèo bà xã mình cười đi. Chuyện này 18 cộng nha cái gì? Và sau đó cái gì? Sau đó cái ngày hôm sau mình khèo tiếp bà xã mình cũng cười. Mình khèo một tuần bà xã kêu em mệt. Sự khác biệt là mình chứng. Đó là giá trị cái gì? Tại vì mình làm cái gì mình lời cái đó cái gì? Đúng không ạ? Cái gì làm cái gì lời cái đó? Chúng ta làm về ví dụ như cái gì làm phân phối về chuyện đồ nhựa đi, cái gì cái lời thau chậu đi kêu gì? Cái gì làm về cây xanh, cái gì sẽ lời cây xanh, cái gì làm về cung cấp gạch, cái gì sẽ cung lời gạch. Cái gì cung cấp phân bón thì cái gì lời phân bón. Và nếu các anh chị làm nuôi chim cái gì? Cái thứ lời nhất của nuôi chim là sức khỏe. Mình làm cái gì mình lời cái đấy cái gì? Làm chưa biết bao nhiêu tiền mà làm khỏe rồi đó. Đúng không? Tại vì làm cái gì khác thì nó cũng yêu cầu sức khỏe đó. Nhưng mà làm Nuskin thì phải khỏe mới thành công được cái gì. Làm Nuskin mà cái gì tưởng tượng một điều hôm nay rất là tôi năm nay gần 40 mà giống ông ngoại. Cái gì có nghe ra không? Cái gì có thích là lãnh đạo như vậy cái gì? Mình khỏe mạnh để mình lãnh đạo cái gì? Sức khỏe tốt là vương miện trên đầu người khỏe mạnh mà chỉ những ai ốm đau mới nhìn được cái gì. Ở ngoài kia có rất nhiều người tin rằng mình đang khỏe trong khi họ rất là nguy cơ. Cách đây khoảng cỡ 5 ngày trước khi Lam tới SOV này, Lam đi đám tang một người bằng tuổi Lam, một người bạn chơi với Lam một chục năm, chỉ vì thiếu hiểu biết mà đột tử mất cái gì. Một bệnh bất động vớ vẩn đó là xuống huyết bao tử. Nếu có hiện tượng đi cấp cứu ai cũng sống hết cái gì. Có điều người đó kêu lâu lâu mới ói ra máu mà cứ suy nghĩ gì đó. Có thể hôm nay ăn tiết canh nên ói ra nhiều máu xíu thôi sao đâu.
Và hôm sau nó ói ra mạng luôn, tại vì mất mạng luôn. Và để lại một vợ hai người con ngơ ngác luôn. Mình rất đau khổ vì nó. Và càng cho mình quyết tâm một điều là bằng bất cứ giá nào bước ra trổ về một người, người ta nghe không nghe Lam không cần biết. Nhưng mà Lam biết rằng ở đây một giải pháp sức khỏe cho bạn ở Nu Skin. Bạn nhận không nhận không cần biết, tôi khỏe để làm vui cho bạn. Và niềm vui cái gì? Lam chia sẻ một câu chuyện để cho gia đình Dung ha. Có một người bạn mình chia sẻ 2 năm trời. Không, em không cần. Không, em không cần. Không, em không cần. Cho tới một ngày cái gì? Bà nói hình như sắc diện em không còn như cũ nữa. Ok, bà nói dùng. Bà nói dùng xong xuôi, bạn nói thấy khác biệt cái gì? Bà nói cho bố người đó, bạn nói dùng. Ông rất khác biệt cái gì? Ông là một giống như là vị trí về chuyện trong việc nhà nước rất lớn cái gì? Và tiếp tục cái gì? Khi ông nội của bạn đó năm nay 94 tuổi thì các chị tưởng tượng một điều, một người mà xa quê khoảng gần 50 năm mà bây giờ đòi về quê hoài, các chị biết chuyện gì xảy ra không? Người lớn mà cứ đòi về quê hoài, các chị biết chuyện gì xảy ra không ạ? Là họ muốn. Nhưng mà thú vị lúc đó là gửi một cái sản phẩm nó tên là của Nu Skin cái gì, và khoảng cỡ 29-30 ngày sau cái gì, bạn về Bắc thăm ông, và nửa đêm 11 giờ rưỡi bạn nói em vừa từ Hà Nội về thăm ông và em cảm ơn anh. Mình muốn khóc trong đêm đó luôn cái gì. Cảm ơn anh đã kiên trì chia sẻ với em điều này. Ông nội đã ngồi dậy được, chống gậy đi quanh nhà và đòi ăn một số thứ. 94 tuổi như thế này. Và đây là điều tuyệt vời nhất. Em đã từng nhận được cái điều sống này. Lan không biết điều đó có giá trị không. Nhưng đầu tiên mình thay đổi, mình mạnh khỏe. Mình lãnh đạo là mình lãnh đạo mình. Và người khác sẽ theo chúng ta vì họ muốn, chứ không phải vì mình bắt mình. Khi đó cái gì? Mình trở thành một người lãnh đạo đầy cảm hứng. Đúng không ạ? Mỗi ngày mình trỗi dậy, mình vui vẻ, mình làm việc như thế nào. Không biết có anh chị nào mà trước khi làm Nu Skin các chị tới văn phòng mình mà các chị thấy quải luôn không nhỉ? Có không anh? Làm tiền quá trời luôn nhỉ? Nói thiệt có anh chị, nhiều khi Lâm vô công ty của Lâm, Lâm ngồi xuống nhân viên vô là Lâm nuốt cái cục ức trong người của Lâm xuống, Lâm cứ muốn quát tháo hết đi. Tại vì mình thiếu cái cảm hứng cho cuộc sống của mình. Và khi đó mình nên tìm cái gì có ý nghĩa của cuộc sống của mình. Còn một người thầy của Lam dạy Lam một chuyện như vậy: nếu mỗi ngày bạn trỗi dậy và bạn lo nghĩ cho bản thân mình á, thì bạn sẽ rất mệt mỏi. Nhưng nếu mỗi ngày bạn trỗi dậy và cả ngày hôm đó bạn lo nghĩ cho người khác á, thì tối đó bạn ngủ rất ngon. Và đó là điều Lam dạy được trong Nu Skin. Lam vui từ sáng tới chiều luôn. Có giờ cái gì anh thấy Lam buồn chứ? Lam cười từ sáng tới chiều luôn chị. Anh chị nào mà có một cái năng lượng mà không có thích ồn ào hoặc là năng lượng quá, đừng bao giờ nhốt chung phòng cho Lam. Thả Lam như người đó vô đó ngồi, các chị có thể bị stress về thần kinh tạng. Này nó quá năng động, vì tăng động đột biến cho Nu Skin. Tại sao gì? Khi đó mình mới truyền cảm hứng được. Ví dụ các chị cho một trải nghiệm với nha. Mình đã gặp một số anh chị em chia sẻ, khi ngồi chia sẻ mình không biết họ đang ca bài ca gì cái gì. Rồi một cảm ứng viên khác: công việc anh thật sự nó rất là thành công, anh biết những điều này rất hay, anh luôn luôn cố gắng vượt qua những cái điều này hết và sống vì giấc mơ của anh, nhưng mà anh tin rằng con anh sẽ làm được. Con anh giờ 42 tuổi rồi không làm được, tại sao? Em 38, anh 42 mà anh không nói anh hết đường rồi, là sao? Đúng không ạ? Mình truyền cảm hứng cho người khác cái gì? Mỗi một ngày mình ra mình đăng động, mình vui vẻ, mình làm việc, mình hứng thú, thì lúc đó chúng ta để lại cái giá trị cho con cái mình. Tại vì con cái mình nó không nghe những gì mình nói thôi. Nó nhỉ? Con cái mình nhìn những gì mình làm. Và khi đó chúng ta truyền cảm hứng cho người khác như thế nào? Lam không biết cái gì. Lam thích những lưng buồn nụ cười. Tại tụi Lam là em đang AV24 tại chương trình này. Ai cũng cười thật tươi hết nhỉ? Tại vì ở đó tụi Lam được sống với chính cái giấc mơ của mình. Mình cứ như người lãnh đạo mà khi mà mình nghe cái sứ mệnh của anh đó, mình biết được rằng người này sẽ thành công rất lớn trong skin. Cái sứ mệnh của anh rất đơn giản, nếu anh thành công trong cuộc sống rất nhiều được. Anh có gần như tất cả những gì người khác mong muốn, nhưng cái mong ước lớn nhất của anh là một chiếc thang đất để nhiều người bước trên cái lưng của anh để bước lên thành công cao hơn cuộc đời của họ. Điều đó xứng đáng. Những người đó là những người sinh ra để làm trong skin, để giúp đỡ người khác, để chia sẻ, để cho những người khác một cơ hội. Và chính vì vậy, khi chúng ta ra ngoài, chúng ta nhớ điều này. Tổ chức mà ta đang làm việc, cộng đồng mà ta đang sống, hành tinh mà đang bước trên đó sẽ như thế nào nếu mỗi người chúng ta làm tròn phận sự của mình để truyền cảm hứng và động viên người khác trở nên tốt đẹp hơn. Trong
trong một bài nói chuyện của một vị đô đốc thì Lam vẫn nghe các vị, ông có nói một điều là nếu trong 10 năm, sorry, nếu trong mỗi một năm bạn cam kết bạn chỉ bước ra ngoài và thay đổi cuộc sống của 10 người xung quanh thôi, thì trong vòng 10 năm toàn bộ dân số trên thế giới này sẽ được thay đổi. Ông đó không có làm đa cấp như các vị, ông đó là đô đốc như chị nên không làm đa cấp, nhưng mà ông cũng nói về cấp số nhân thì để điều đó một điều nó mang ý nghĩa gì? Chúng ta thay đổi thì người thân mình thay đổi. Ngày xưa con gái của Lam là thích ăn KFC, Lotteria, tức là cái thứ gì mà nó hại nhất là con gái ta thích ăn xúc xích đủ thứ. Nhưng mà sau này thì bắt đầu bé ăn không da, bé chuyển ăn cá, bé ăn salad. Các chị có biết đứa trẻ nào thích ăn rau không? Thì khi mình thay đổi cái gì, bà xã mình thay đổi, con cái mình thay đổi. Và đó là những điều chúng ta sẽ làm. Người lãnh đạo đơn cử, khi mình nói điều đó cái gì, thì khi mà chúng ta lead bản thân mình, thì dùng từ lead bản thân mình, tức là mình lãnh đạo bản thân mình cái gì, thì chúng ta có giống nhau mà. Nên không nhất thiết mình phải giống một ai đó gì. Mình dẫn dắt mình là được, rồi mình sẽ tìm được những người giống mình cái gì. Ví dụ như tính của Lam là mình rất hợp với người anh em của mình cái gì, từ Indonesia. Tụi Lam là người năng lượng vui vẻ cái gì. Và mình rất sợ những anh chị nào mà họ từ từ nữa. Cái đó phải suy tính lại. Cái đó cần phải nhiều thông tin hơn. Chị cần phải suy nghĩ kỹ em. Đi 8 lần nữa gì mà còn suy nghĩ kỹ. 8 sự kiện rồi, gửi thông tin đủ hết cả lên luôn vậy. Nhưng mà chị vẫn còn suy nghĩ. Chị phải nghiên cứu. Nhà không gian người ta nghiên cứu hết rồi các chị. Đúng không ạ? Phương pháp kinh doanh OTG nghiên cứu hết rồi các chị. Nhưng mà chị ta vẫn nghiên cứu. Thì khi đó mình phải chấp nhận một điều, à họ có một cách như vậy. Và sau đó Lam hiểu ra trong đó mỗi người có một nét riêng rất tuyệt đẹp để bù trừ cho nhau. Nếu chỉ có những người vui vẻ như Lam, năng suất sẽ không được tạo ra. Nếu có những người mà chỉ có lo năng suất không, thì nó sẽ rất là buồn chán. Tụi Lam cùng chung với nhau để tạo nên một gia đình OTG Việt Nam rất cam kết, rất gắn bó, rất yêu thương và tạo hiệu suất cao nhất cho những người gia nhập. Được không ạ? Vậy để tóm lược lại cái gì, đầu tiên mình cứ nhớ một chuyện là mình phải lãnh đạo bản thân mình. Khi đây là một cái bức hình cái gì ha, Lam với Trân được vinh danh New Star lần đầu tiên, mình rất happy. Phía đó mình không biết Star là gì, nhưng chỉ biết một điều là công ty hỗ trợ như thế này, Star là điều bạn cũng phải trở thành. Ruby là điều bạn phải trở thành. Ruby là chuyện bạn phải trở thành. Ruby là chuyện bạn phải trở thành. Star đơn giản gì, cái gì duy trì cái chuyện Ruby mình vững chắc trong vòng 4 tháng mà trở thành Star thôi. Nhưng mà Ruby là bốn chấm gì? Thì nếu ngày hôm nay các anh chị nhớ một điều đó, Ruby là con đường sẽ giúp các anh chị thành công bền vững của tôi xin. Nhớ đi, Ruby là bền vững. Các anh chị lặp lại, nhắc lại dùm Lam được không? Ruby là bền vững. Ruby là bền vững. Ruby là bền vững. Ruby là bền vững. Rất đơn giản các anh chị, mình thành Ruby. Và trong quá trình đó, mình được hướng dẫn đọc sách các anh chị. Và OTG nói rằng đọc tối thiểu 15 phút mỗi ngày các anh chị. Đâu có cấm Lam đọc nhiều hơn các anh chị. Nên mình mấy bà xã mình là hơi quá đáng vậy hơn. Mình rất nghiền sách đó. Nhà Lam là sách có nhiều nhất luôn cái gì. Nó ở trong bất kỳ chỗ nào cái gì có thể nghĩ đến nha. Cái gì vô nhà Lam bất kỳ chỗ nào cái gì có thể nghĩ đến. Đây là có sách hết. Bất kỳ chỗ nào cái gì đều chỗ đó. Và mình cũng ngồi xuống mình cũng làm những điều đó này. Mình set goal, mình lập mục tiêu, mình ghi ra như điều đó. Mình làm cho mình. Mình không thể nào nói người khác làm những điều đó nếu mình không làm. Tại vì mình là người sẽ sống cuộc sống của chính mình. Và khi đó người khác được khích lệ bởi bạn, chứ không phải được nói rằng bởi bạn. Thì đó là điều khác biệt. Thì khi đó mình khích lệ những người khác, mình rất thích với làm cái này các nhìn. Tại vì khi đó nó cho một giá trị, một điều là đã có những người đồng đội, họ được khích lệ bởi những gì mình làm. Tại vì cái giá trị lớn hơn họ tin tưởng của mình. Nhưng mà giá trị lớn hơn nữa là họ đã làm cho chính họ các nhìn. Làm tin chắc họ còn thành công nhiều hơn nữa các nhìn. Làm chỉ lo con chạy dưới sân khấu chụp hình cho những anh gì đó thôi các nhìn. Và Lam sẽ đi dưới đó chụp hình và Lam sẽ cười hết cỡ. Tại vì Lam biết rằng họ là những người lãnh đạo giỏi hơn, mạnh mẽ hơn, sẽ giúp được nhiều người hơn nữa các vị. Đó là giá trị mà chúng ta sẽ làm được trong OTG và New Skin Việt Nam. Kế tiếp khi mình lãnh đạo được người khác thì mình sẽ lãnh đạo một đội nhóm. Chúng ta vươn ra những bàn tay lớn nhiều hơn, phát triển bản thân mình nhiều hơn. Không phải để cho mình trở thành một ai đó, mà trở thành một người có năng lực giúp một ai đó trở thành một ai đó. Ta thích một câu nói cái gì? Có thể bạn không phải là một thế giới, nhưng mà bạn có thể làm cả một thế giới một ai đó. Và khi đó chúng ta có thể hướng dẫn được nhiều người, giúp đỡ họ, dìu dắt họ, động viên họ, nâng đỡ họ khi họ cần cái gì. Ai cũng có đau khổ, ai cũng có những khó khăn, Lam cũng vậy cái gì. Đừng nói rằng Lam có khó khăn cái gì, nhưng mà Lam biết một chuyện là Lam cần phải chiến đấu, Lam cần phải vươn lên, Lam cần phải tư tỉnh, Lam cần phải tích cực. Tại vì nhiều người
nhiều người cần sự động viên của Lan và cùng với nhau. Đây là mong ước của Lan. Một ngày nào đó chỉ riêng OTG Việt Nam thôi trám nguyên cái du thuyền đó. Tự nhiên mình đứng. Tại sao không đúng không? Lan nói thật cái gì không? Ở trên đây nó chỉ có 3.500 người thôi. Trung Quốc một lần đi 16.000 sao cái gì? Cái gì đó hoàn toàn có thể. Và OTG chúng ta trong vòng vài năm tiếp có thể 2020 chúng ta sẽ trám đầy cả một con tàu bởi những ngôi sao, những ruby vững chắc của thị trường Việt Nam. Đó là các anh chị. Các anh chị sẽ dẫn dắt rất nhiều người và khích lệ họ để họ có thể trưởng thành, phát triển cũng như là độc lập, giúp gia đình họ phát triển. Và khi đó, một điều là muốn chia sẻ cái gì? Chúng ta không cần một chiếc danh để có thể bắt đầu lãnh đạo. Hãy bắt đầu bằng việc lãnh đạo bản thân. Và khi ta càng nâng cao kỹ năng lãnh đạo đó, sức ảnh hưởng của chúng ta sẽ đạt đến một giới hạn mà bản thân chúng ta cũng khó mà tưởng tượng. Ngày hôm nay, điều đầu tiên mà các anh chị cần lãnh đạo đó là một việc rất đơn giản, cái gì? Nhớ công thức này của Lan gì vậy? 1 cộng 1. Nếu các anh chị chỉ làm 1 cộng 1 đều đặn trong vòng mỗi tháng, các anh chị có hơn 4.000 người trong tổ chức vào cuối năm nay. Và các anh chị sẽ hợp sở hữu một đội nhóm lớn nhất từ trước tới giờ mà rất nhiều người khác nói rằng không thể. Chỉ có duy nhất các anh chị là người nghĩ rằng có thể thôi. Và điều đó bắt đầu lãnh đạo bản thân, tức là mình tin tưởng rằng cuộc sống mình có thể thì ai đó phải được có thể. Cái gì? 1 cộng 1 là những gì mà đang làm trên người của Lan. Đây là 1 cộng 1, đây là 1 cộng 1, đây là 1. Mình thích áo vest đen cái gì, nhưng mà mình thấy một điều là hình như cái áo vest ngày hôm nay nó đẹp hơn bởi cái logo 1 cộng 1. Cái là cái áo đẹp nhất từ trước giờ mình hay mặc thôi. Và Lan tin tưởng một điều là khi chúng ta quyết định điều đó, nó sẽ giúp chúng ta bước một bước đầu tiên. Tại vì sao cái gì? Ở đây có anh chị nào tuổi ngựa mà tuổi ngọ à? Đồng đội, Lan tuổi ngọ. Mùi, tấn, dậu, tức, hợi, tí sửu, dần, mèo. Có ai tuổi cua mà? Cái gì biết tuổi cua không? Tuổi cua tức là con cua đâu đi dọc cái gì, con cua luôn đi ngang. Và đây là những người tuổi cua cái gì? Hồi đó đó, biết vậy là mua mía đất đó rồi. Không, hồi đó biết mua đất đó, giờ này, hồi đó mua có 100 mấy, giờ này bán 300 mấy triệu. Trời ơi, hồi đó biết vậy theo bạn đầu tư chứng khoán mà giờ này giàu. Trời ơi, hồi đó biết vậy đó. Trời ơi, hồi đó biết vậy theo mấy anh em OTG làm Blue Skin này là giàu rồi. Đúng không ạ? Các chị có gặp những người đó không ạ? Họ không có đi tới trước cái gì, họ chỉ đi ngang thôi. Và họ nối tiếp với những cơ hội họ đã bỏ qua. Hồi đó biết vậy. Các chị ngày hôm nay trong kháng vòng này đừng bao giờ để rằng hồi đó biết vậy mua 1 cộng 1 rồi. Tại vì nếu mà các chị không quyết định bây giờ và ngay lúc này các chị sẽ là không bao giờ. Từ cái sự chần chừ nó sẽ lôi các chị lại. Có nên mua 1 cộng 1 không? Có quay lại không? Có làm được không? Rồi các chị sẽ xa rời cái cơ hội để thay đổi cuộc đời các chị. Lan muốn tặng các chị một điều. Ở đây ai cần cơ hội không? Ai nghĩ rằng mình cần cơ hội để thay đổi cuộc sống mình, chuyển đổi một điều đó tốt đẹp trong cuộc sống? Ai cũng cần đúng không ạ? Vậy cho hỏi một điều, cơ hội là gì? Cơ hội là gì các chị? Tự mình tự tạo ra, rất hay. Cơ hội là gì các chị? Khó làm. Cơ hội là một điều gì đó quá tuyệt vời, mình không tin rằng nó có thật. Mình chưa biết về nó và nghĩ rằng nó rất khó làm được, thì đó gọi là cơ hội. Đúng không ạ? Nếu mà thứ cái gì đã biết rồi, dễ làm lắm và nó không gì tuyệt vời hết, nó còn là cơ hội không có gì. Thì đó chính là cái cơ hội của ngày hôm nay. Các gì bước tới một bước, 1 cộng 1 đơn cử là đi sang lập điều. Ngày hôm nay tôi bắt đầu lãnh đạo chính bản thân mình bởi quyết định một điều. Tôi sẽ cam kết thay đổi cuộc sống tối thiểu một người khác. Và khi các bạn cam kết với người khác, tự nhiên các anh chị một năng lực rất khác biệt làm hứa cái gì được đó. Và hành động ngay là cái quyết định của người lãnh đạo. Và chính vì điều đó, Lan mong các anh chị nhớ, khi ở đây giúp các anh chị có thể có những kết quả, đã có hệ thống số 7 các anh chị. 100% hệ thống số 7 sẽ luôn luôn đưa các anh chị tới những nơi cần đến. Và 1 cộng 1 là chìa khóa duy nhất trong tất cả những việc mình làm. Nếu mỗi tháng các anh chị cam kết có thêm 1 quản trị viên thì cuối năm đó các anh chị cũng có 4.000 quản trị viên trong hệ thống. Và nếu coi như các anh chị ha, Lam là người lê lết các anh chị, Lam coi như mình là một người rất là tệ, nhà quá nghèo không được phát triển nhiều các anh chị. Nếu mỗi năm các anh chị phát triển 1 quản trị viên mà người ta cũng làm giống như các anh chị biết sau 10-12 năm á, các anh chị sẽ làm Blue Diamond có hơn 4.000 quản trị viên trong hệ thống. 4.000 quản trị viên tương đương với khoảng cỡ 1.200.000 số mỗi tháng. Là đúng cái bài toán Andy đã chia sẻ.
và tạo ra thu nhập khoảng cỡ 60.000 đô một tháng để đánh đổi 12 năm đó xứng đáng hay gì? Yeah. Rất xứng đáng. Vậy nó bắt đầu bởi một đồng một. Bắt đầu bởi gì cái gì? Một đồng một. Chính xác. Thì khi đó chúng ta sẽ làm điều này cùng nhau. Và để chia tay các anh chị, Lam muốn gửi gắm cái gì, một thông điệp duy nhất thôi. Cuộc sống chúng ta ai cũng cần tự do. Đồng ý không ạ? Và người tự do thì phải là người tự chủ. Mình không tự chủ được làm sao mình tự do được, có gì đâu mà. Nếu các anh chị muốn đi đâu đó, muốn đi nghỉ mát, muốn đi gì đó mà các anh chị vẫn phải được xin phép một ai đó gọi là người tự chủ không các anh chị? Không. Chị muốn là được mình tự chủ thì phải tự quyết định. Tôi muốn đi lúc nào, tôi muốn đi vô đâu, làm gì với ai. Khái niệm tự do có làm rất được các anh chị. Tôi muốn đi đâu, ở đâu và lúc nào với ai trong bao lâu là quyết định của tôi. Thì đó là tự do đó mới là. Đúng không ạ? Đó là người tự quyết định. Vậy thì ngày hôm nay Lam xin chia tay các anh chị. Các anh chị hãy tự quyết định cho mình. Tôi có phải là người thành công rực rỡ của Blue Skin hay không? Tôi có phải là những team lead kế tiếp không? Tôi có phải là thành viên triệu phú kế tiếp, triệu đô kế tiếp của Blue Skin hay không? Bằng cách ngày hôm nay tôi cam kết thay đổi tối thiểu một cuộc sống nữa. Đó là 1 cộng 1. Đứng lên, thực hiện. Và các anh chị sẽ mỉm cười khi các anh chị cầm 1 cộng 1 trong tay. Lam hứa các anh chị cái cảm giác này rất là tuyệt vời. Tại khi đó không có gì bằng cảm giác mình tự cam kết với chính mình. Chỉ là một. Sorry các anh chị. Đừng vô phòng đáp án nha. Đây là 1 cộng 1. Một cam kết chính mình luôn luôn có mặt trong sự kiện. Một, tôi biết rằng có một ai đó cần điều này. Trái tim tôi muốn dành cho họ. Phần thưởng này tôi muốn dành cho họ. Đừng quan tâm tới ngày bao nhiêu tiền nữa. Phần thưởng dành cho một người mình yêu thương thì đừng bao giờ tính bằng tiền. Mà tính rằng một điều cái trái tim ngày hôm nay đã quyết định để đủ can đảm. Và một ai đó sẽ cam kết các anh chị. Lời cuối cùng chia tay các anh chị, Lam muốn các anh chị dành một tràng pháo tay cuối cùng cho người offline của Lam. Là người đã luôn luôn offline Lam ngồi phía dưới cái gì? Là Minh Nguyễn. Cho anh lấy một tràng pháo tay các anh chị. Thì người đàn ông này đã luôn luôn cam kết 1 cộng 1. Anh ta không có chấp nhận đi một mình tới một sự kiện. Anh ta đã lôi Lam đi bằng bất cứ giá nào cũng được. Và ngày hôm nay có Lam trên sân khấu chia sẻ các anh chị. Từ một người khó nghèo, từ một người nhậu nhẹt, từ một người chẳng hiểu gì về vợ của mình, thành một người rất dễ thương như mình bây giờ. Thì các anh chị hãy làm 1 cộng 1 và thành công cùng nhau. Cảm ơn các anh chị. Gặp lại các anh chị trong chương trình Green Night bắt đầu lúc 6 giờ tối ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị rất nhiều.